Hello, xin chào cả nhà, xin chào anh chị em nhé. Xin chào anh chị em, thì hôm nay thì Thạch lại livestream chia sẻ với các bạn về tình hình thị trường. Bây giờ là buổi chiều, thì bây giờ Thạch có thời gian để lại lên online chém gió chia sẻ anh chị em. Hiện tại thì các bạn nhìn trên khung thời gian ngày này. Các bạn nhìn ở trên khung thời gian ngày đúng không? Ngày hôm qua cũng là một ngày khá là bất ngờ đối với rất nhiều người. Thì thầy cũng biết rằng có rất nhiều anh chị em là có cái view view giảm ấy. Tức là hôm qua là cái chỉ số CPI các bạn. Cái chỉ số CPI là chỉ số lạm phát ấy. Nó không được như kỳ vọng ấy. Tức là kỳ vọng là 6,2%. Nhưng mà sao? Nhưng mà thực tế nó là 6,4%. Và nó làm cho thị trường làm sao? Thị trường đầu tiên này các bạn này, nó test về nó cũng khiến cho lúc khi mà tin ra nhá, nó đỏ, nó có một cây trong khoảng 15 phút thôi, thị trường giảm về tận là 10 17.000, à đâu, 21.500. 21.500 các bạn. Làm về 21.500 thì làm cho rất nhiều người mở các vị thế short, và cũng có một số anh chị em là bị short squeeze. Tại hôm nay thì thị trường cả ngày hôm nay các bạn này, tính đến bây giờ là nó cũng được khoảng tầm từ 7 giờ đúng không? Từ 7 giờ cũng được khoảng 7 8 tiếng rồi đấy. Thị trường gần như là bất động luôn các bạn này. Các bạn nhìn nhìn đi ghét không? Đấy, các bạn nhìn nó đi. Nó rất là đây, nó giống cái mô hình cờ đấy các bạn ạ. Đây thị trường đang ném rất là chặt. Mình nghĩ rằng là đâu đó đến cái phiên thị trường chứng khoán Mỹ là thị trường sẽ quyết định cái hướng đi. Đây các bạn nhìn này, giá đang được nén rất là chặt nhé, giá đang được nén rất là chặt này các bạn này. từ sáng đến giờ thì hầu như là nó đang là tích lũy để nó quyết định cái hướng đi mới. Thì tại thì vẫn thấy rằng là đây anh chị em đấy, bây giờ thì chúng ta nhìn ở trên đồ thị này nhá. Đấy, chúng ta nhìn trên đồ thị tuần này, chúng ta nhìn trên đồ thị ngày này, thì các bạn sẽ thấy một cái vùng hỗ trợ và kháng cự rất là mạnh ở vùng này các bạn này, ở cái vùng là 21.400. 21.400 cũng là cái vùng đỉnh của tháng đầu tháng 11 đúng không, trước cái vụ FTX các bạn nhìn đó. Đây cũng là cái vùng kháng cự, cái vùng kháng cự của tháng 11 đấy. Xong cái này cũng là một cái vùng kháng cự này. Đấy, thì bây giờ nó lại trở thành cái vùng hỗ trợ. Cái vùng này nó là vùng 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 cản, bây giờ nó là vùng đỡ. Các bạn hiểu như thế. Đấy, thì hiện tại thì giá nó đã làm sao tích lũy được đi đi lên trên cái khu vực này rồi. Nếu các bạn nhìn ở trên cái khung đồ thị ngày nhá. Nếu các bạn nhìn trên cái khung đồ thị ngày mà cái khung thời gian dài hơn ấy, đây hơi đây thầy sẽ kẻ cái này nhá. Đấy, cái đường này nó kẻ từ đây này các bạn này, nối từ đây đúng không? Đây các bạn nhìn. Đây, giá nó đã đi lên và đang retest lại cái vùng này. Ok. Tóm lại là bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở đây là Bitcoin nó đang được đỡ ở đây. Nếu mà trong vòng 1 2 ngày tới mà giá nó đỡ được ở trên cái vùng 22K2 các bạn. Giá nó đỡ được trên cái vùng 22K2 thì nó sẽ test lại mức đầu tiên là vùng 22K8 rồi tính sau các bạn nhé. Rồi tính sau. Ở đây thì hôm trước thì thầy cũng nói kỹ cho các bạn là về cái ý tưởng ấy, đó là cái mô hình gọi là cái mô hình mở rộng này các bạn này. Đấy, cái mô hình mở rộng này thì bây giờ nó đang test lại cái cạnh trên nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy là có phải sóng nó đang đi test lại cạnh trên không?
có vẻ là nó đang test lại cạnh trên không? Là cái cạnh trên này nó là khoảng tầm 2K6 đấy, 2K6, và đến cái vùng 2K6 này nó sẽ tính tiếp các bạn nhé. Đến cái vùng 2K6 rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Các bạn hay thấy thế này, nó rằng chúng ta tại vì nó đang ở những cái vùng vừa hỗ trợ vừa kháng cự này các bạn này. Ví dụ như cái vùng 22 23K 24K này thì sẽ nói rằng là Bitcoin nó về vùng 22K8. Sau đó thì nó test về vùng khoảng 2 21 21K6 thì có nói như thế. Sau rồi đến chỗ này thì tính tiếp, thì đến đây thì nó bắt đầu nó có một sóng hồi này. Xong bây giờ đến cái vùng 22K6 này thì chúng ta sẽ tính tiếp cái bước tiếp theo. Nếu đến đây nó có lực đỡ ở đây thì chúng ta sẽ làm sao giữ lệnh. Ví dụ như thầy đang đang mở cái vị thế là quanh cái vùng 21K5 đúng không? Trong cái những cái video trước thì thầy đã chia sẻ với các bạn. Như tối hôm qua lúc mà thầy nhìn thấy là một cái cây nến nó giảm về sau tin ra ấy, thì nhiều bạn bảo là short đi, nhưng thầy nói là không short được. Đấy, nó không short được tại vì làm sao cái vùng này hỗ trợ. Vừa là vùng hỗ trợ vừa là vùng kháng cự. Nếu mà nó giảm xuống dưới cái vùng hỗ trợ thì các bạn mới short. Còn nếu mà short vùng này thì nó cái cũng được thôi bạn. Tức là vị thế nào bạn cũng có thể mở những cái lệnh long short, nhưng mà quan trọng ấy là cái xác suất của bạn có thể thắng là bao nhiêu thôi. Vì trong đầu tư và giao dịch nó là cái câu chuyện của xác suất đúng không anh chị em? Trong đầu tư nó là câu chuyện của xác suất. Mình làm sao ấy để cái cơ hội mình nó thắng nó cao và cái rủi ro của mình thấp, thế là mình lời thôi các bạn. Chứng khoán Mỹ mở cửa lúc mấy giờ? Thì chứng khoán Mỹ mở cửa lúc 9 rưỡi anh nhé. Mở cửa lúc 9 rưỡi. Đây là có cái khóa học về phân tích kỹ thuật này các bạn này. Đấy, thầy có mở cái khóa học phân tích kỹ thuật. Tối nay học nha các bạn nhé. Tối nay học thứ hai. Học thứ hai và học thứ tư. Đấy, các bạn mua cái phong bì nhé. Các bạn mua cái phong bì này thì bạn sẽ được vào lớp học. Đấy, tức là trong phong bì thì nó có cái đường đường link để các bạn vào. Ok nhé. Nên này, nếu mà bạn nào mà muốn học phân tích kỹ thuật, thực ra ấy, trong cái khóa học của thầy kia thì không chỉ nói về phân tích kỹ thuật đâu các bạn. Không chỉ nói về phân tích kỹ thuật đâu, nó cả phân tích cơ bản nữa. Đây này các bạn này. Đấy thì đây là cái mua phong bì này này, bạn đăng ký ở phần giỏ hàng ấy thì có ghim đấy. Thì đây là 10 khóa học phân tích kỹ thuật bạn sẽ học trong vòng 1 tháng nhá. Đấy chỉ có 650.000 thôi. Thời điểm mà downtrend này thì thầy có để cái mức ưu đãi nhất cho các bạn. Ok, thì tại thời điểm hiện tại thì ở trên khung thời gian là 4 giờ các bạn nhé, khung thời gian 8 giờ này thì đang có cái sóng tích lũy đấy các bạn, đang có cái tích lũy, lực tích lũy ở đây nó đang là ở cái vùng cản là 2K3, còn một cái vùng cản nữa là 2K6 đấy các bạn. Thì mình đang nói rằng là đến 22K6 thì chúng ta tính tiếp. Nếu mà cao nữa thì nó lại có test lại đỉnh cũ nó 23K4. Đấy thì nó rất nhiều cản các bạn, cứ lên là nó có cản, lên nó có cản. Đây các bạn, đây là một cái cản thứ nhất này là 22K3. Đấy, có nhiều người cũng chốt nhiều ở đây rồi. Đấy, một cái cản nữa là 22K6, 22K7 đấy. Đấy, còn một cái cản nữa là cái vùng này, nó sẽ quay trở lại vùng này. Nhưng mà trước khi về cái vùng đấy thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải xem là nó có vượt qua được 22K3 hay không, hay là đến đây thì lại bị tuột đúng không các bạn? Thực ra ấy, các bạn biết rằng là cái trong thời gian hồi tháng 11 đúng không? Hồi tháng 11 mà nó thị trường ấy nó xuống tận đến 15 16 ấy, đấy là có hiệu ứng thiên nga đen các bạn, có FTX ấy. Có hiệu ứng F, tức là có cái sự kiện mà FTX sập ấy thì nó mới làm cho giá đẩy xuống tận vùng này chứ. Đợt vừa rồi các bạn biết là vụ sàn Karen đúng không? Xét kiện sàn Karen ấy. Xét kiện sàn Karen các bạn đâu có vấn đề gì đâu, hoặc là cái phút của vỏ vỏ Binance này các bạn này, BUSD này cũng có vấn đề gì đâu. Nó đang Bitcoin khá là cứng và thầy thì vẫn thiên về cái phương án nó hồi lên 2K6. Hôm trước thì thầy nói rằng nó sẽ hồi 2K2 đến 2K8 thì nó đạt được cái mốc đầu tiên rồi, nó là 2K3 rồi. Các bạn nào có câu hỏi thì comment nhé. Anh chị em nào có câu hỏi thì comment nhé. Hồ Sĩ Tuân chào Thạch. Thạch xem cây nến 20, năm 2022 đỏ sâu quá bao trùm cây nến 2021. Vậy cây nến 2023 này theo Thạch sẽ như thế nào? Ý Thạch là 15K là đáy. Không, Thạch nghĩ rằng là 10, 15K chưa là đáy đâu.
15k thì thấy là chưa phải là đấy. Tại vì thực ra các bạn ạ, thực ra là đợt vừa rồi ấy, là các cái công ty nó sa thải rất là nhiều. Với cái thứ hai nữa, các bạn vẫn thấy là cái tỷ lệ thất nghiệp nó thấp ấy, tỷ lệ việc làm nó cao ấy, thì toàn cái việc làm mà liên quan đến những ngành như kiểu là y tế, du lịch các kiểu này. Nhưng thực ra các bạn, những cái công ty công nghệ này sa thải rất là nhiều. Amazon cũng hạ cái hôm qua xem cổ phiếu này, hôm qua bạn xem về cổ phiếu nhá. Day White các bạn này, Day White thì đang là có xu hướng tăng lên nhá. Các bạn nhìn là Day White là mấy hôm vừa rồi nó đi ngang này, nó đi ngang này. Giờ Day White mà nó tăng ấy, thì nó sẽ làm sao, không tốt cho thị trường chứng khoán và không tốt cho thị trường crypto. Nhưng mà không phải là nó đi một cái chu kỳ dài hạn này, thì nó như thế. Nhưng mà không phải là ngày hôm nay bạn thấy Day White xanh là bạn sẽ thấy là chứng khoán giảm đâu, và ngược lại đâu nhá. Đấy thì bạn nhìn thấy là Day White nó tăng tăng này. Và thứ hai nữa là bạn nhìn thấy ở đây là chứng khoán Mỹ nhá. Chứng khoán Mỹ hôm qua là đi ngang, và chứng khoán Mỹ thì chưa gãy cản này các bạn này. Chứng khoán Mỹ là chưa gãy cản và nó đang có, anh thấy rằng là chứng khoán Mỹ nó vẫn khá là cứng. Khá là cứng đấy. Chưa gãy cản đâu các bạn. Mặc dù là MACD này nó đã có xu hướng cắt nhẹ xuống này. MACD nó đang có xu hướng cắt nhẹ này. Thì ở đây các bạn nhìn thấy giá tăng nhá. Chứng khoán Mỹ là giá tăng, thầy đã thấy là dấu hiệu phân kỳ giảm rồi, đúng không? MACD đỏ rồi này. Đấy, các dấu hiệu rồi, tức là những cái dấu hiệu điều chỉnh nó báo hiệu rằng nếu mà trong độ khoảng tuần này các bạn, tuần này mà thị trường chứng khoán Mỹ mà nó không vượt qua được cái vùng 4166 ấy thì là thị trường chứng khoán giảm, và thị trường chứng khoán Mỹ mà giảm ấy thì cũng là một cái dấu hiệu nó không tốt cho Bitcoin nhé. Trader mà làm dùng lắm chỉ báo thế, tùy trường phái thôi, miễn là hiệu quả là được các bạn, miễn là làm sao ấy mà cái phân tích của các bạn ấy, đúng không, phân tích của các bạn ấy mà nó hiệu quả thôi, đúng không, cũng không nhiều lắm đâu các bạn, bình thường bình thường. Chị dùng chỉ báo gì vậy? Ở đây là thành dùng cái chỉ báo thứ nhất là đường hút siêu này, mấy cái đường trung bình này. Điện thoại lấy nét kém. Ok anh chị em. Thì đây này các bạn nhìn thấy là chỉ chứng khoán Mỹ nhá. Đây. Các bạn nhìn thấy chứng khoán Mỹ nó đang là cái xu hướng tăng. Tuy nhiên là Thạch đang thấy là cái dấu hiệu mà có cái phân kỳ giảm ở đây rồi ấy. Nên là trong một vài ngày tới nữa mà thị trường chứng khoán Mỹ này nó không vượt qua được cái vùng là 4 4.100 ấy. 4.100 thì có khả năng là nó điều chỉnh rất là mạnh. Hôm qua chúng ta sẽ xem một số các cái cổ phiếu nhá. Thứ nhất là cổ phiếu Amazon này. Amazon ô Tesla này. Tesla là hôm qua hồi phục rất là mạnh này, là tăng 7% luôn các bạn. Tesla này, đấy, hôm qua cổ phiếu Tesla tăng 7%. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem một cái chỉ số nữa mà các bạn cần phải quan tâm là cái tỷ lệ. Cái tỷ lệ gọi là USDT Dominant ấy, thì USDT Dominant hiện tại như thế nào? Thì hiện tại thì USDT Dominant thì hôm nay này các bạn này, nó có xuống xanh xanh như thế này này, và nó là hiện tại nhá, hiện tại nó đang một cây nến rất là nhỏ. Điều này có nghĩa rằng là thị trường bây giờ rất là thận trọng. Nó ví dụ như là tại thời điểm hiện tại thì người ta sẽ nghe ngóng xem là liệu là Bitcoin nó có bật được qua cái vùng là 2K2 hay không. Nếu khi mà Bitcoin mà vượt qua được cái vùng 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 cản 22K2 ấy, thì là sẽ có một lượng tiền mới nó sẽ vào thị trường. Đấy, một cái lượng tiền mới nó vào thị trường. Nên là bây giờ cái vùng gọi là 7% này. Đây đây. Tức là nếu mà ở đây này bật được lên thì các bạn sẽ thấy là tiền nó lại nhả ra, đúng không? Tiền nó lại nhả ra, tiền nó sẽ đi vào thị trường, thì lúc đấy thị trường sẽ tăng nhá. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì người ta sẽ nghe ngóng các bạn, người ta sẽ nghe ngóng này. Người ta sẽ nghe ngóng xem là liệu là giá nó vượt qua vùng này hay không.
giá nó vượt qua vùng này hay không nhá. Nếu tính thời điểm hiện tại thì anh chị em nhìn cái cản này. Đấy, thế là Bitcoin nó đang chạm cái cản này đấy các bạn. Đi coi các bạn nhìn thấy là nó có phải là, nếu tính chúng ta tính về cái cản này này. Đấy, đúng không? Các bạn nhìn thấy là nó đang đi theo mô hình cản này. Cái vùng cản này cực kỳ quan trọng và nhiều người ta sẽ thận trọng. Người ta sẽ thận trọng, người ta sẽ chưa mở vị thế ở đây đâu. Và có nhiều người ta chốt lời ở đây này. Anh chị em nào có câu hỏi thì comment nhé. BT chơi uptrend chưa? BT chưa? Chưa, chưa uptrend. Chưa uptrend nhá. Tối nay có core resale thì có ảnh hưởng gì không á? Cũng có ảnh hưởng nhưng mà thầy nghĩ nó cũng không quan trọng lắm. 20k có phải là đáy không? Thì thầy cũng không biết nhà đáy đáy như thế nào, nhưng mà lấy ý kiến của cá nhân của thầy ấy, thì là 20k chứ phải là đáy. Thầy nghĩ là nó sẽ test lại. Ok chị em thì cái vùng cản này, vùng cản sẽ rất là mạnh nếu mà Bitcoin này các bạn này nó có một cái lực lên đây này thì dòng tiền nó sẽ tiếp tục vào. Dòng tiền nó sẽ tiếp tục vào các bạn nhá. Tại vì đời hiện tại thì nó cản nó rất là đang rất là mạnh luôn đấy. OP là OP thì là một cái đồng mà các bạn cũng cũng nên quan tâm. Hiện tại thì các bạn nhìn thấy là thị trường Bitcoin đi sideways này, hầu hết các cái đồng coin nó cũng sideways này, cũng chưa có gì đâu. Một inch này cũng cũng đang là đi ngang này. ADA ngày hôm qua ADA tăng tốt nhá. ADA thì hôm qua ở trong trong lớp ấy, trong trong lớp ấy thầy cũng call mọi người là mua ADA vùng này này thì cũng lời được khoảng tầm 7-8% rồi. Hôm qua ADA bật rất mạnh đúng không? Tại vì thầy nhìn thấy rằng ADA nó có tín hiệu này các bạn này, bật cả này. Đấy, cô mọi người vào quanh quanh vùng này. Đấy. Thạch thì cũng cái nhịp vừa rồi ấy, nhịp vừa rồi thì cũng vào Bitcoin với cả ETH ấy, thì mua. Thạch thấy là nó có cái cơ hội nó tăng ấy. Thì mua được khoảng tầm 35%, mua spot các bạn nhé. 35% tài khoản là mua mua Bit với cả mua ETH. Còn lại thì khoảng tầm 15% thì mua oncoin, tức là mình đã đi vốn được khoảng tầm 50% rồi các bạn. Mình đi vốn 50% rồi. Ok. Oncoin thì thạch chốt lời một số, ví dụ như hôm qua thì thạch cũng có vào một số đồng. Như hôm qua thì có vào một số đồng như là thạch vào ADA là một này, vào NIR một ít này, vào đồng LDO này, LDO là vào cái vùng 2.2 này ăn cuối sóng luôn thì cũng lời được một mớ này, cũng chốt một phần, nhưng mà thành nghĩ là LDO vẫn còn ok các bạn nhé. LDO ấy thì nó thuộc cái chain nó gọi là LSD đúng không? Đấy, LSD tức là staking phi tập trung ấy. Các bạn nên quan tâm đến cái chain đấy. Tại vì cái chain ZK ấy, ZK là chain mà bằng chứng xác thực ấy, cho những cái sàn phi tập trung đợt vừa rồi mà CZ siêu đúng không? Có những cái đồng như là những cái đồng này thì thầy nghĩ rằng là cái chain này nó không phải là chain dài hạn đâu. Chain này là kiểu gọi là chain ngắn hạn thôi. Ví dụ như đợt vừa rồi có đồng ZZ này hay đồng Z ZKX này, Mina này bay rất tốt luôn. Đấy, hoặc đồng Matic các kiểu đấy. Thì mấy cái đồng này các bạn này, mấy cái chain ZK ấy, thì nghĩ là cái chain này không phải là chain dài. Nhưng mà cái chain mà thầy thấy là khá là ok mà sắp tới ấy, sắp tới thì có việc có cái sự kiện, nó là bản cập nhật của ETH ấy các bạn. Bản cập nhật Sen 2 ấy, đầu cuối tháng 3, cuối tháng 2 đầu tháng 3 ấy. Đấy thì anh nghĩ rằng là LDO ấy cũng ok nhá, cả xem là trong cái chain Z chain ở gọi là staking phi tập trung này các bạn này. Tại vì lúc mà những cái gì nhỉ? Bản cập nhật Sen 2 các bạn thì cho những cái người mà người ta đã giữ ETH đấy đúng không? Người ta định đã stake ETH từ hồi tháng 10 năm 2020 đúng không? Thì bây giờ họ những người không bán thì người ta sẽ nhu cầu stake đúng không? Đấy, thì chính vì vậy nên là những cái đồng mà nó liên quan đến staking phi tập trung ấy các bạn. Đấy, nó sẽ là ok nhá. Nhất là đợt vừa rồi là cái sàn Karen đúng không? Sàn Karen liên quan đến staking ấy. Staking tập trung ấy.
Sao thấy bạn tự động gửi tin nhắn vậy? À, thầy không gửi tin nhắn nhé. À, những cái tin nhắn mà các bạn nhận được ấy thì là không phải thầy gửi nhá. Thầy không, không 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 có thời gian đi gửi tin nhắn cho các bạn đâu, đúng không? Nên là một cái điều ấy là một cái điều mà các bạn nhận thấy tại vì nó bị giả mạo các bạn. Bây giờ là người ta sẽ giả mạo để người ta có mục đích xấu các bạn, những cái admin các bạn thì thầy cũng là một người mà cũng có cộng đồng đúng không, thì người ta sẽ làm sao các bạn biết là tham gia cộng đồng ấy, thì bạn nhớ là các admin các bạn người ta không rảnh người ta đi nhắn tin cho các bạn đâu, và nếu mà người ta nhắn tin như thế thì 100% ấy là gần như 100% là scam nhé, scam tức là lừa các bạn ấy, lừa các bạn ấy thì các bạn đừng có dại nhé, scam đấy. Các bạn thấy khó gì đâu, đúng không? Nên là bạn Dương Tuấn nhá, bạn Dương Tuấn nhá, không có nhắn tin gì đâu. Nên các bạn có một cái kinh nghiệm nhá, anh chị em tại thầy cũng biết là các bạn tham gia các cái group ấy thì nếu mà có tự nhận được tin nhắn trước ấy thì đến trên 90% là scam các bạn. Trên 90% scam. Các admin thì không bao giờ người ta đi dụ dỗ, người ta đi người ta đâu có rảnh đâu các bạn. Đúng không? Các bạn biết là bản thân Thạch cái lúc livestream của Thạch ấy là toàn là những cái lúc mà mình không làm việc nữa thì mình livestream. Đó là lý do tại sao các bạn nhìn thấy cái khung giờ livestream của Thạch ấy toàn là buổi trưa hoặc là tầm cuối buổi chiều này này, làm việc xong thì mới có thời gian livestream các bạn. Đấy. Nên là Thạch nghĩ rằng là mấy cái trend mà liên quan đến stacking Việt Trung ok đấy. Các bạn xem là một số đồng này, ví dụ như ARKR này, đồng đồng ANK KR này. Thế đấy là giá đây này. Thế đấy là cái sóng của nó nhá. Thế xem có bắt được không? Đây này các bạn này. Nó đang chạm cản này. Cái đồng ANKR này này. Đấy. Nó chạm cản, nó chạm cản nhá. Hôm trước thì nó giảm này, nó giảm này, xong nó test lại cản này. Đấy, xem nó có sóng không thì đồng này thì các bạn xem là đây này nó vượt trên đây này thì nó sẽ đi rất là mạnh đấy các bạn nhá. Thì thầy nghĩ rằng là những cái đồng chain này ấy, thì bạn chú ý LDO này nhá. LRO thì cũng khôn anh chị em là vào 2.2 và Thạch vẫn giữ luôn. Mặc dù lời như này rồi Thạch vẫn giữ. Cũng được 18% là Thạch vẫn giữ. Bạn nào trong 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 lớp học đều biết mà, Thạch cũng khôn cho anh chị em mà trong trong lớp mà. Nên là trend này Thạch nghĩ là một cái trend mà rất ok. Còn cái trend mà AI thì thấy là nó cao rồi. Bây giờ mà nó hết trend cái là nhiều khi các bạn FOMO vào ấy mà các bạn mà FOMO ở giá cao ấy nhiều khi không rút ra kịp đâu. Nghe thành thấy là cái trend LSD này ok nhá. Đấy, đây này. Hồi trước là Thạch mua lại được cái vùng 2.2, bây giờ là vẫn dâng giữ. Thành thấy là nó còn còn có thể tăng tiếp. Ok anh chị em. Chị xem giúp DXY đi, Thạch nói DXY rồi. Anh em mua Pi chưa? Ôi rồi ông Pi này. Các bạn follow Thạch thì biết là Thạch không phải là fan của Pi nhá. Nói chung là Thạch không nói một điều gì liên quan đến Pi luôn ấy. Tại vì sao? Mình không không quan tâm mà mình không tìm hiểu. Không tìm hiểu nên là không có ý kiến nhá. Thạch không không thích nói thẳng luôn không thích Pi. Ok, đấy là ý kiến cá nhân thôi. Các bạn thích thì việc của bạn thôi đúng không? Không thích bao nhiêu cái đồng ở ở ở bên ngoài ấy. Nó thơm ngon bổ rẻ đấy, đâm đầu vào pi làm gì đúng không? Nhiều cơ hội quá nên mình ví dụ nhà mình có nhiều món ăn quá, mình ăn cái món ngon ngon đấy các bạn. Có nhiều món ăn quá mình ăn món xương sẩu làm gì? Nói chung pi xương lắm nha các bạn nhé. Đánh giá là xương xương sẩu. Nói chung là không quan tâm. Nhìn ở trên bàn ấy, một cái bàn tiệc các bạn, bao nhiêu món ngon, tội gì nhìn thấy mấy cái xương sẩu của mình ăn làm gì đúng không? Không 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 thích, không thích pi nên là cái bạn gì hay vào spam pi đúng không? Ok, thì không quan tâm nhá, quan tâm đến pi không thích pi. Chưa làm một cái video nào nói về pi luôn ấy. Đấy, mặc dù đợt đợt sốt ấy nhiều anh chị em hỏi pi các kiểu ấy, nhưng Thạch nói là Thạch no comment, tức là không không có ý kiến. Ví dụ như mình cái nào mình biết thì mình nói, nhưng cái nào mà mình không biết mình không nói. À, mình không có ý kiến, biết gì đâu mà nói, không tìm hiểu nhé. Ok. Anh chị em có câu hỏi thì comment nhé. Ông này ông nói về pi thì không, tôi không có ý kiến gì đâu nha. Là không có ý kiến, nói chung là không có thông tin, không tìm hiểu. Ok, nói chung là chắc là thị trường Bitcoin là đến đến khoảng lầm đây nó đang có mấy cái cản này. Tối nay
tối nay nó đang có cái cản ở đây, nó cần phải break qua cái cản này nữa. Một số bạn hỏi về một số đồng mới ấy. Ví dụ như đợt vừa rồi thì có mấy một số đồng mới lít sàn ấy, mà như là đồng đồng này hôm qua bay bay gớm đúng không? HOK này, à đấy, nó chiết khấu cũng khá là ok này. Nếu mà từ đỉnh thì con HOK chiết khấu được khoảng tầm 45%, nói chung là tầm 50% là bạn gom vào được cũng được, nhưng mà nói chung là vùng này để các bạn phải khi mà mua vào thì phải đặt stop loss nhé, ở cái vị thế nó phải đẹp. HSD cũng thế này các bạn này. Úi dồi, mấy hôm nay là tăng hồi ghê đúng không? Hôm qua hôm nay bật tăng ghê đúng không? Magic nữa này, Magic cũng hồi này, hôm qua cũng hồi được 14%, hôm nay hồi được 5%. Này con Magic nó cũng hồi. Tức là mấy con này ấy. Đấy. Mấy đồng được Binance hậu thuẫn ấy. Mới lít sàn Binance đúng không? Review CSZ. Thì thực ra là CSZ các bạn là một cái đồng mà nó đi riêng một cái mảng, đó là mảng fan token. Thì sắp tới các bạn xem là có cái gì mà liên quan đến thể thao bóng đá hay không. Hình như sắp có giải gì đúng không? Sắp có giải bóng đá đúng không? Giải bóng đá thể thao gì đấy. Thì nó đi một cái hướng đi mới, thì thấy cũng ok. Thằng con này nó đứng đầu cái trend. Con này nó đứng đầu cái trend fan token này. Thì nghĩ là sắp tới có thể nó có một nhịp nữa đấy. Con Linh thực ra là những cái đồng coin mà kiểu coi 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 lâu năm ấy, thì Linh là nó có một cái lợi thế cạnh tranh nhá. Nó làm riêng về mảng Oracle đúng không? Nói cầu nối đúng không? Thì là ơi. Ok, thôi đến giờ Thạch bận rồi, bận rồi. Ok, để mẹ mẹ tắt máy, bận bận rồi.